Apple Silicon, bước tiến mới đầy tham vọng của táo khuyết. Trước đây, Apple luôn phải phụ thuộc vào các nhà sản xuất chipset như Intel, Samsung hay Qualcomm. Việc phụ thuộc này đã làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến chi phí, biên lợi nhuận. Nên từ lâu, táo khuyết đã muốn tự do càng sớm càng tốt. Và mong muốn tự do đó đã hiện thực hóa tại sự kiện WWDC 2020 khi Apple công bố kế hoạch sử dụng chip tự thiết kế cho máy tính Mac. CEO Tim Cook gọi đây là ngày lịch sử đối với Mac và cũng có thể là ngày lịch sử đối với Apple. Với việc tự phát triển sản chip mới, Apple có thể kiểm soát chi phí của những sản phẩm này, qua đó kiểm soát tốt hơn biên lợi nhuận cũng như lợi nhuận tổng thể của các thiết bị. Thời còn phụ thuộc của Apple. Vào thời điểm sơ khai, Apple đã xuất xưởng những chiếc iPhone với chipset của Samsung, bộ vi xử lý đồ họa GPU, Power VR của Imagination, modem, bộ chuyển đổi các tín hiệu số thành tín hiệu tương tự và ngược lại trên màn thoại từ Infineon cùng sự kết hợp của các nhà cung cấp khác. Sau đó vào năm 2010, Apple đã loại chipset Samsung và thay bằng chip Apple A4 bên trong chiếc iPad đầu tiên, bắt đầu hành trình tự phát triển chip của mình. Apple khi đó vẫn giữ lại GPU Power VR của Imagination, nhưng sau nhiều năm điều chỉnh GPU của Imagination theo ý muốn, Apple cũng đã thành công trong việc tạo ra một GPU của riêng họ. GPU không phải là thành phần duy nhất mà Apple muốn tích hợp vào danh mục sản phẩm silicon của mình. Hãng còn muốn tự phát triển modem di động sau khi mua lại bộ phận phát triển modem của Intel. Trước đây, Apple là khách hàng duy nhất mua modem từ Intel theo số lượng lớn. Nhưng sau khi Intel không cung cấp modem cho mạng 5G đúng hạn, Apple đã thông báo rằng họ sẽ rời Intel để đến với Qualcomm. Tuy nhiên, câu chuyện này không hề đơn giản. Trong giai đoạn Apple vẫn sử dụng modem của Intel, họ cũng tiến vào cuộc chiến với Qualcomm về vấn đề cấp phép và giá cả cho mẫu chip modem do Qualcomm nắm bản quyền. Toàn bộ vụ kiện vô cùng lộn xộn, nhưng nó chỉ ra một điều, tham vọng tự phát triển chất bán dẫn của Apple không hoàn toàn nhằm mục đích mang lại trải nghiệm người dùng hoặc hiệu suất tốt nhất. Đôi khi nó chỉ đơn giản là để hạ chi phí và tăng biên lợi nhuận. Thêm vào đó, với tư cách là nhà cung cấp, Intel đã đặt ra hai rủi ro khác nhau, bao gồm việc không cung cấp sản phẩm đúng thời hạn và đúng mong đợi của Apple. Về phía Qualcomm, họ đã tích hợp modem vào SoC của riêng mình và chiến lược đó đã mang lại cho hãng lợi thế cả về tiêu thụ điện năng và hiệu suất. Không thể phủ nhận rằng Qualcomm có những modem tốt nhất trên thị trường, ngay cả Apple cũng thừa nhận điều đó trong các tài liệu nội bộ của chính mình. Tuy nhiên, các modem cao cấp của Qualcomm lại không hề rẻ, đặc biệt là khi tính tới các thiết bị dành riêng cho mạng 5G đời mới nhất được tích hợp trong các modem này. Apple Silicon, tham vọng mới của Apple. Apple luôn muốn loại bỏ càng nhiều yếu tố không chắc chắn khỏi chuỗi cung ứng càng tốt. Với việc tự phát triển sản phẩm bán dẫn, Apple có thể kiểm soát chi phí của những sản phẩm này và qua đó kiểm soát tốt hơn biên lợi nhuận cũng như lợi nhuận tổng thể của các thiết bị. Chính vì thế, tại sự kiện WWDC 2020 diễn ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2020, Apple cuối cùng cũng đã công bố việc các sản phẩm máy tính cá nhân PC của hãng sử dụng bộ vi xử lý chipset do hãng tự thiết kế với tên gọi là Apple Silicon. Dù không phải là một thông tin bất ngờ khi giới quan sát đã chỉ ra rằng hầu hết các sản phẩm khác của Apple đều đã chạy trên bộ vi xử lý này. Song động thái của táo khuyết cho thấy 5G đã thúc đẩy Apple tiến nhanh hơn tới việc tích hợp các chip tự sản xuất và các sản phẩm của mình. Về cơ bản thì Apple Silicon là vi xử lý được Apple thiết kế riêng dựa trên kiến trúc của ARM. Nó là một loại chip in-house, tức là mọi khâu từ ý tưởng sáng tạo đến đánh giá chất lượng và sản xuất thành phẩm của sản phẩm đều được thực hiện bởi chính bộ phận trực thuộc doanh nghiệp sở hữu. Tương tự loại linh kiện chạy cho các dòng iPhone và iPad, hay nói cách khác, Apple Silicon là một bộ xử lý. Vậy thì nó có lợi gì cho người dùng? Dĩ nhiên là nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và cung cấp thời lượng pin dài hơn đáng kể. Apple đã tiêu tốn rất nhiều công sức và hoàn toàn sẵn sàng bỏ qua chip Intel đối với dòng máy tính Mac trong tương lai. Các chip Mac mới sẽ không chỉ là đổi lại tên của các bộ chip trên iPad hay iPhone, tuy nhiên xuyên suốt toàn bộ thiết bị của Apple đều có cùng một kiến trúc. Nhưng Apple Silicon cho Mac thực ra là một hệ thống trên một vi mạch, System on a Chip, viết tắt là SoC. Triển vọng nào cho sự thành công của táo khuyết? Mặc dù vẫn còn những nghi ngờ rằng liệu Apple đã có đủ sức chuyển đổi các sản phẩm hiệu suất cao hơn như MacBook Pro
và Mac Pro sang Apple Silicon, nhưng đa số vẫn đánh giá đó là một nhiệm vụ khả thi khi vẫn có các chip máy chủ sử dụng cấu trúc ARM và lõi ARM hiệu suất cao. Giới quan sát cho hay nếu Apple chuyển sang sử dụng các sản phẩm bán dẫn của riêng mình cho dòng MacBook, hãng có thể đẩy bộ xử lý trung tâm CPU đa lõi lên tầm cao mới và tối đa hóa hiệu suất của bộ xử lý mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Apple vốn đã nổi tiếng về việc thiết kế CPU với bộ xử lý của iPhone, vì vậy không có gì khó khăn nếu mà táo khuyết muốn thiết kế một bộ xử lý cho MacBook hoặc là MacBook Air. Một lợi ích khác của việc Apple chuyển sang sử dụng sản phẩm bán dẫn của riêng mình là hãng sẽ đơn giản hóa môi trường phát triển phần mềm, giúp cho các ứng dụng có thể tương tác trên tất cả các thiết bị mà không có bất kỳ một xung đột nào. Về lý thuyết, việc mọi thứ chạy trên chipset cấu trúc ARM sẽ cho phép nhà phát triển tạo một ứng dụng và chuyển nó sang tất cả các thiết bị của Apple. Dù giao diện người dùng và hiệu suất sẽ khác nhau đáng kể, nhưng phần lớn các mã cơ bản có thể được sử dụng lại và điều chỉnh quy mô ứng dụng dựa trên khả năng của thiết bị. Vì thế mà Apple đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo cổng xuất nhập thông tin từ các ứng dụng trên Mac OS thông qua Apple Silicon trở nên đơn giản và dễ dàng, để từ đó mở ra cánh cửa cho tất cả các thiết bị của Apple chạy hiệu quả trên các nền tảng lõi giống nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng không chỉ những điều trên khả thi, các sản phẩm như MacBook sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi táo khuyết có thể thử nghiệm các dạng thiết kế mới như không trang bị quạt tản nhiệt. Một số người hy vọng Apple sẽ tập trung nhiều vào thời lượng pin và khả năng phản hồi của sản phẩm vì họ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với phần cứng. Không chắc rằng màn hình cảm ứng sẽ xuất hiện trên những chiếc MacBook, nhưng khả năng kết nối 5G là hoàn toàn khả thi với các mẫu iPhone mới. Suy cho cùng, việc tích hợp các thành phần bán dẫn từ phát triển của Apple cho phép hãng kiểm soát tốt hơn chi phí và tiến độ theo cách mà không chiến lược nào khác có thể đạt được. Theo một số chuyên gia, Apple đã chứng minh thông qua iPhone rằng họ có thể thiết kế những chiếc smartphone kiểu mẫu cho toàn thế giới. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng Apple sẽ làm được điều tương tự cho mọi thiết bị hỗ trợ 5G khác trong tương lai. Apple Silicon không chỉ là ARM. Nếu muốn phần mềm chạy tốt như ý, chỉ riêng phần CPU mạnh mẽ thôi là chưa đủ. Đó cũng là lý do Apple điều chỉnh khá nhiều khía cạnh trong một con chip SoC của mình, ví dụ như khả năng xử lý âm thanh cao tầng, giảm việc tiêu thụ điện khi xem video, quản lý nguồn điện nâng cao, controller xịn dành cho SSD tốc độ cao, các bộ tăng tốc xử lý machine learning, khu vực riêng để lưu trữ dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu nhạy cảm, vi xử lý tăng tốc cho việc mã hóa. Ngoài ra, Apple còn tự làm cả GPU cho các chip Apple Silicon. Việc tự làm GPU không phải đơn giản và hiện nay cũng không nhiều công ty có khả năng tự làm ra GPU đủ mạnh để dùng trong các thiết bị điện toán hiện đại. Chỉ các công ty như là Nvidia, AMD, ARM, Apple, Intel mới đủ năng lực để tùy biến kiến trúc GPU mà thôi. Tất nhiên thì nhiều chuyên gia không nghĩ rằng GPU của Apple Silicon có thể cạnh tranh ngay với những gì mà Nvidia và AMD đang làm, nên có thể các máy MacBook Pro chạy chip ARM vẫn sẽ dùng GPU rời từ một trong hai hãng này. Trong buổi ra mắt giới thiệu Apple Silicon, Apple Demo World PowerPoint render rất nhanh và mượt trên máy tính chạy Apple Silicon, Photoshop và Lightroom cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ chip mới. Apple cũng đưa ra ví dụ về việc phần mềm làm phim Final Cut Pro sẽ chạy nhanh hơn trên Apple Silicon vì nó có thể xài kế Neural Engine, chip vốn sinh ra dành cho tác vụ trí tuệ nhân tạo, để xử lý âm thanh tốt hơn, quá trình kết xuất phim hiệu quả hơn do tận dụng được nhiều nhân hơn, và ba luồng video 4K cùng xử lý một lúc không phải là vấn đề. Cái webcam chưa tốt của Mac, vốn do bộ xử lý hình ảnh không tốt, giờ cũng sẽ được cải thiện nhờ sử dụng chung bộ xử lý ISP với các điện thoại iPhone. Chúng ta có thể có những camera độ phân giải cao hơn, hình ảnh chi tiết sắc nét hơn. Lại một lần nữa, đây không phải là tính năng của ARM mà là của Apple Silicon. Và các nhà sản xuất chip ARM cũng đang thu nhỏ được con chip của mình nhanh hơn so với Intel. 7 nanomet hay 5 nanomet là chuyện đã có trong thế giới chip ARM, trong khi Intel vẫn còn kẹt ở dây chuyền sản xuất 14 nanomet và 10 nanomet. Việc thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn giúp tăng hiệu năng cho chip, thu nhỏ kích thước và quan trọng hơn là làm giảm hiện tượng hao phí điện năng khi chip hoạt động. Từ các ví dụ trên có thể thấy, Apple Silicon không chỉ là ARM, nó còn có nhiều chức năng khác để làm cho máy Mac trở nên tốt hơn. Điều không thể diễn ra nếu Apple tiếp tục dùng vi xử lý của Intel,
cách mà Apple theo đuổi ARM cũng rất khác. Họ theo đuổi nó vì sức mạnh, vì các tính năng tùy biến, không như Microsoft muốn làm máy tính ARM vì nó có khả năng tiết kiệm pin tốt hơn. Chip Apple M1 mở đầu cho kỷ nguyên Apple Silicon. Ngày 11 tháng 11, 2020, Apple đã tổ chức online sự kiện giới thiệu 4 sản phẩm mới của mình, bao gồm Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro và đặc biệt là con chip M1, mở đầu cho kỷ nguyên Apple Silicon. Theo đó, Apple đã công bố Apple Silicon Max đầu tiên của mình, sự kiện đánh dấu sự khởi đầu mới của những con chip táo khuyết nhưng cũng đánh dấu sự kết thúc của chip Intel, sản phẩm đầu tiên trong dòng chip Apple Silicon dựa trên ARM, được gọi là chip Apple M1. M1 có bộ vi xử lý 8 lõi dựa trên tiến trình 5 nanomet cùng với kiến trúc bộ nhớ thống nhất. Điều này sẽ giúp mang lại hiệu suất nhanh hơn của GPU, CPU, RAM trên các dòng máy tính Mac sử dụng M1. Ngoài ra, hiệu suất của nó cũng rất đáng gờm, mang đến khả năng tiết kiệm pin tốt hơn với hiệu suất cao hơn. MacBook Air mới là chiếc MacBook đầu tiên sử dụng chip Apple Silicon M1 với thiết kế không đổi so với các dòng MacBook Air trước. Siêu phẩm này khác biệt chính ở con chip Apple ARM. Apple Silicon trong MacBook Air mới là một nâng cấp lớn, mang lại hiệu suất, tuổi thọ pin và hiệu quả được cải thiện tốt hơn. Con chip Apple M1 và thời lượng pin lên tới 18 giờ là tất cả những gì Apple đã nhắc đến khi giới thiệu sản phẩm này. Ngoài ra, Apple cũng đã trình làng một chiếc Mac Mini mới có chip Apple M1. Hãng cho biết chip mới cho phép hiệu suất CPU nhanh hơn gấp 3 lần và đồ họa tốt hơn gấp 6 lần so với Mac Mini thế hệ trước. Mac Mini mới với chip M1 sẽ có hiệu năng cao gấp 3 lần so với thế hệ Mac Mini trước, cùng với 4 loại xử lý. Bên cạnh đó thì khả năng xử lý đồ họa của thiết bị cũng sẽ tốt hơn gấp 6 lần so với thế hệ trước. Nhờ vậy, Mac Mini hoàn toàn có khả năng kéo màn hình Pro Display XDR6K, thiết kế của sản phẩm vẫn không thay đổi so với mấy mẫu trước. Đặc biệt, nhờ hiệu suất của chip M1, MacBook Pro mới cung cấp lên đến 20 giờ phát lại video trong một lần sạc, gấp đôi so với con số được trích dẫn trước đó. Ngoài ra, Apple cho biết MacBook Pro 13 inch cung cấp hiệu suất tốt hơn gấp 3 lần so với các máy tính xách tay Windows cùng loại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!